Sau khi phỏng vấn anh Cao Xuân Thu, anh ấy rất là sung, rất là máu lửa. Anh ấy đăng ký luôn. Anh Nguyễn đăng ký để lấy phong trào, lấy động lực cho toàn thể. Anh em xích đu vòng. Chúng ta anh ra ngoài nhá. Anh ra ngoài đúng rồi. Một bài thi bắt buộc, bài thi đầu tiên của anh Cao Xuân Thu. Rồi có 20 giây này. Cố lên. Anh ấy thực hiện cái bước đi rất là uyển chuyển. Quá tuyệt vời luôn. Đây mới là môn công phu xích thần chữa. Vâng, anh Cao Xuân anh đã hoàn thành vòng thứ hai. Với cự ly là chưa đến 60 giây. Chắc chắn một điều là chưa đến 60 giây. Bắt đầu đến lượt thứ ba. Một vòng. Anh Thu, tôi sẽ đếm để cho mọi người rất là công bằng. Hiện tại bây giờ anh đang di chuyển vào vòng dưới. Anh vẫn tiếp tục. Chạm đích lượt thứ ba. Vẫn ra ngoài. Chỉ có lên dây thì mới biết ai là người. Bắt đầu sang lượt thứ tư. Một số anh em ở dưới đất cả. Ui, đu cái này tôi đu ngon. Nhưng mà đây nó gồm cả tâm lý vì nhiều thứ lắm. Anh hoàn thiện 4 lượt vòng thứ 2. Vòng anh đấy đang thực hiện vòng thứ 2. Bước vào 2,5 nhá. 2,5. Đây là anh sẽ đi là lần này là lần thứ 5 lượt. Và quay về kia sẽ là 6 lượt, gọi là chạm đích lượt thứ 5. Đó. Ra ngoài. Lượt thứ 5 anh bay ra ngoài và anh lại về. Anh lại về. Anh lại bay ra đang ngoài. Bị bắt lỗi một nhịp. Một xích thủ rất lỗi một nhịp. Nghiệp. Anh ý mà đu như thế để anh ấy mang tính chất là biểu diễn cho mọi người biết là ta đu. Ta đi lên. Hai vòng. Chuẩn bị. Anh sẽ vào vòng đây là vòng thứ 3. Wow. Quá cao thủ. Quá tuyệt vời. Anh ấy rất xứng đáng. Hết giờ.